về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh. Lũ lụt đã làm 5 người chết, hơn 20.000 nhà bị hư hại, trên 5.300 nhà bị cô lập, trên 5.000 hộ phải di rời khẩn cấp, hơn 5.000 ha lúa, gần 2.000 ha ngô sau màu, 500 ha cây trồng hàng năm, 660 ha cây ăn quả, trên 650 ha cây lâm nghiệp, 1.500 gia súc, 7.500 gia cầm bị thiệt hại. Nhiều công trình hạ tầng giao thông, cầu cống, nhà xưởng, trường học, trụ sở cơ quan. Đặc biệt, đoạn đê sông lô vị trí xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương bị vỡ, chiều dài khoảng 10 mét, diện tích ngập khoảng 40 hecta. Tuyến đê xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương xuất hiện 4 vị trí bị đùn sủi. Tổng ước thiệt hại khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở ngành, huyện, thành phố tăng cường các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả. Công tác lãnh chỉ đạo được thực hiện đồng bộ với phương châm 4 tại chỗ các đại biểu đề cập một số nội dung bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, xử lý tình huống, việc trang bị, tập huấn sử dụng phương tiện di chuyển khi có lũ lụt, vấn đề vệ sinh môi trường, đảm bảo điều kiện thiết yếu cho nhân dân sau lũ lụt. Đến 17 giờ ngày 13 tháng 9, tỉnh đã tiếp nhận trên 27,6 tỷ đồng, 200 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Hiện nay đang được phân phối đến nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các huyện thành phố, cần đánh giá rõ nguy cơ di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, chăm lo cho người dân bị thiệt hại về nhà ở, đặc biệt là những hộ nhà ở bị hư hỏng hoàn toàn. Khẩn trương khắc phục thiên tai, ổn định sản xuất, thống kê đầy đủ các thiệt hại để thực hiện hỗ trợ kịp thời, tích cực thông tin, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, công tác phòng chống thiên tai, lũ lụt trên địa bàn tỉnh đã được chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, hạn chế được thiệt hại lớn. Đồng chí đề nghị có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo, xây dựng phương án hỗ trợ, cứu trợ, di chuyển nhân dân. Song song với thực hiện công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an sinh, hỗ trợ các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho nhân dân, cần trương thực hiện công tác đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc. Các cấp các ngành cần phối hợp chặt chẽ, xác định rõ thiệt hại, xử lý những vấn đề cấp thiết trước mắt, sớm tổ chức sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Cuộc họp thường trực tỉnh ủy cũng đã thảo luận các nội dung về chuyển mục đích sử dụng đất, chủ trương giao rừng phòng hộ, điều chỉnh phương án quản lý rừng, điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chuyển nguồn từ năm 2023 và dự toán năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác.